Thưa quý vị, trong 6 tháng đầu năm nay, huyện Đất Đỏ đã triển khai hiệu quả các giải pháp phục hồi kinh tế sau dịch COVID-19, nên các chỉ tiêu kinh tế đều tăng trưởng so với cùng kỳ. Nổi bật là sản lượng khai thác thủy hải sản tăng gần 8%, sản lượng nuôi trồng thủy sản tăng gần 4,4%, thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 320 tỷ đồng, bằng 73,8% dự toán năm. Doanh thu dịch vụ du lịch đạt hơn 200 tỷ đồng, tăng hơn 80% so với cùng kỳ. Đây là thông tin được báo cáo tại hội nghị lần thứ 24 Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đất Đỏ khóa 12, nhiệm kỳ 2020-2025. Báo cáo của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đất Đỏ cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, các chỉ tiêu kinh tế trọng tâm của huyện tăng trưởng tốt, công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người có công được thực hiện chu đáo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Tuy nhiên, tỷ lệ phát triển đảng viên mới đạt 46,08% chỉ tiêu tỉnh giao. Từ thực tế trên, tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 24, các đại biểu đã bàn các giải pháp thúc đẩy các lĩnh vực đang tăng trưởng tốt, khắc phục những tồn tại hạn chế đối với các chỉ tiêu tăng trưởng thấp hoặc chưa đạt. Huyện sẽ triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, khuyến khích đầu tư các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, tập trung cho công tác quản lý đất đai, xây dựng, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, tuyển dụng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cho năm học mới, hỗ trợ giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, chú trọng công tác phát triển đảng viên mới và xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Dịp này, Ban Thường vụ huyện ủy Đất Đỏ đã tặng giấy khen cho 3 đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2021 và 16 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2017-2021.